nghe dễ nghe về cái thứ qua què là qua núi, qua không chịu đứng tên gọi là qua quỳ, sống lâu cực kỳ là qua vạn thọ, nở chưa đứng ngọ là qua 10 giờ, nở giữa ao hồ là qua sen qua súng, người đời ca tụng đích thực là qua hồng, bè bạn nhà nông là qua gạo qua lúa, sáng tươi chiều úa là qua phù dung, hương thông khắp cùng là qua lan qua sước, ban đêm lo ngủ là qua nở ngày, chẳng chút hương bay phải chăng là qua giấy, ngày Tết mới thấy là qua mai qua đào, hè đỏ tươi màu là qua phượng dĩ, luộc ăn hết ý là qua quý lợi vàng, đón chào xuân sang là thêm nàng qua cúc, cái thứ qua dâm bụt là nở đẹp hàng đầu, còn hai phải dùng sao? Qua gì bạn? Hai phải dùng sao là qua gì đó quý vị? Quý vị nào biết cứ nói đại, không chặt thì trúng, mà không trúng thì tập vậy thôi. Qua hai phải dùng sao qua gì? Qua xoa đũa, đúng rồi. Qua hôm nào tặng cho cô bữa canh bông xoa đũa tới cá rô. Hai phải dùng sao là qua xoa đũa. Nhìn mặt trời múa là qua hướng dương, xin chớ xem thường canh qua điên điển, còn sách màu lưu luyến là qua tím bằng lăng, không ai sánh bằng đó là qua huệ, nhiều loài vô kể là qua gì? Qua hồng lan, cúng thật trên bàn là bông trang trắng, dạng dài vừa nắng là qua mướp trên vàng, trắng thơm nhất làng đó là qua bưởi, còn cái thứ qua nhìn mà không được ngửi là cái gì? Nói đại đi. Là bông bột ha. À, nhìn mà không được ngửi đó là cái qua có cái con chút nó động á, cho nên mình hửi á, ngửi thì nó bị, nó chui vô lỗ mũi mình là mình bị sặc, đấy, cho nên là nó không có hương thơm, cho nên là không biết là qua gì. Qua gì vậy? Qua gì không biết không ạ? Qua mồng gà, đúng rồi. Nhìn không được ngửi là qua mồng gà, còn lấy chồng xứ xa là qua thiên lý, đi không để ý là gặp qua cỏ mai, rồi tới đụng gai là qua mắc cỡ, nửa đêm mới nở đích thực là qua quỳnh, còn trị bệnh tài tình là qua thuốc dược, rụng đầy mặt nước đích thực là qua trầm, còn khác với Việt Nam đó là lai dương là qua đẹp mai đẹp mặt là qua trường chi, trả tiền rồi đi, là có gì mà? Trả tiền rồi đi rồi qua gì không có gì? Trả tiền rồi đi. À đúng rồi. Trả tiền rồi đi là qua mua trắng. Bởi vì mình mua rồi trả tiền rồi đi thôi. Trả tiền rồi đi là qua mua trắng. Nói năng rỗng rãng là qua lo càng. Dạ. Tôi là cái tình quen là lục bình qua tím. Không cần trang điểm là qua móng tay. Trà thơm hương bay là qua nhài ướt, quay chừng ngay suốt là qua xương rồng, còn cái qua mà nuôi không trồng, cái qua chỉ có nuôi thôi không có trồng là qua gì quý vị? Nói lại đi. Qua gì? Qua hậu. Qua hậu đúng rồi. Chỗ tay. Chẳng có tay cho mình cứu hồn vậy.